Rồi chào nay mai, mai tiện V7 và V1 về hàng này. Đúng giá 50 ngàn cho anh em này. Đợt này thì tỷ nó lên nên giá nó hơi cao một xí so với thời điểm năm tháng trước. Tháng trước thì 45 ngàn. Hiện tại tỷ nó lên cho giá là 50 ngàn một mũi như này, V1. Đây là V1, V1 ấy. Thì anh em nhớ anh em đặt tên lên V1 ấy. Này. V1 thì là 26 gram, còn mà V7 thì nó sẽ là 30 gram, được chưa? Mũi này 30 gram, này V7 này. Cho nên phân biệt V7 và V1. Đây V7, V7 là nó đây này, có cái phần này này, cái phần thân của nó rất là to, và V7 là cái đầu vằn. Cái đầu mà đầu vằn với thân ấy, đầu nổi với thân ấy, nó sẽ khác so với V1 hay em vằn cho anh em xem này. Cái đầu của V7 là đầu cãi, còn thân là thân đực. Đấy, đầu cãi ấy. À, đầu đực, còn thân là cãi. Còn V1 đầu mới cãi này. Này. V1 là đầu cãi này. Nó khác nhau nhé. V7 ở đây này. V7 là đây này, V1 này. V1 là 26 gram. Anh em nào muốn vừa tâm không quá nặng thì cho V1 26 gram. Đây, cái thiết kế cái tay cầm của V1 này. Còn V7 thì nó thiết kế như này, vuông tắc hơn. Được, hai thiết kế tay cầm khác nhau này. V7 và V1. Đây, đồng giá cho anh em là 50 ngàn. Rồi anh em nào đặt hàng thì cứ liên hệ em ấy, phí ship tất cả mỗi đơn là 25.000 đồng. Anh em mua 2 mũi, 3 mũi em không báo ship đúng này, vì lời nó không bao nhiêu cả. Cái này thì anh em cứ đặt phí ship thì 25.000 đồng. Chất liệu thì nó là thép 40C, 440C. Đấy. Chất liệu là thép 440C hả? Rồi video cũng ra rồi, em xin chào anh em đặt hàng liên hệ số Zalo hoặc là đặt ở Shopee. Em có cái mũi V7 này cho anh em. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of